Vâng, xin chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại chương trình Thông tin Người Nổi Tiếng. Mai Phương khó thở, sức khỏe ngày càng suy yếu khiến dư luận lo lắng. Dù không trực tiếp ở cạnh nhưng Ốc Thanh Văn vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của Mai Phương, đồng thời cũng chia sẻ về sức khỏe của người em thân thiết. Được biết trong những ngày này thì Ốc Thanh Văn đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc. Dù đang ở xa nhưng Ốc Thanh Văn vẫn không ngừng lo lắng về sức khỏe của người em thân thiết, nữ diễn viên Mai Phương. Chia sẻ về Mai Phương từ Hàn Quốc thì Ốc Thanh Văn cho biết, từ ngày phát hiện bệnh đến nay thì Mai Phương phải vào bệnh viện thường xuyên. Dịp đầu xuân 2020 thì cô ấy vào điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Hiện thì Mai Phương vẫn nằm ở bệnh viện để theo dõi. Đồng thời khi nhắc đến sức khỏe của Mai Phương thì Ốc Thanh Văn tiết lộ thêm, điều trị bệnh này không thể nói Phương ổn khỏe. Thời gian qua thì Phương ốm yếu hơn, đôi lúc nói không nên hơi thở, thở khó và da xanh, giảm cân. Các bác sĩ vẫn theo dõi và đưa ra các phương án chữa trị thích hợp. Theo đó thì vài ngày trước đây thì Mai Phương khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi phải nhập viện vào những ngày cận Tết. Thậm chí rằng nữ diễn viên còn phải đón sinh nhật tuổi 35 trên giường bệnh. Trên trang cá nhân thì mọi người bạn của Mai Phương, nữ ca sĩ Trương Bảo Như đã chia sẻ những hình ảnh của Mai Phương. Vâng, ước cơ hội bạn bè thân thiết vào tặng bệnh viện để tổ chức sinh nhật. Các bạn của Mai Phương cũng đã chuẩn bị hoa, bánh kem vô cùng chu đáo và mang lại sự ấm áp cho cô. Điều đáng nói là trong ảnh, bạn của Mai Phương đã dùng app để che đi cái thần sắc của cô. Nhiều khán giả lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mai Phương. Trong tình hình đó có thể thấy cô đã gầy đi khá là nhiều. Chúng ta đến với cái thông tin của Mai Phương cũng mang đến cho quý vị khán thính giả những cái lo lắng phải nói là nhất thời. Hy vọng rằng cũng đầu năm mới chúc cho Mai Phương nhiều sức khỏe và vượt qua cơn bão bệnh. Vâng, chúng ta sẽ tìm hiểu Mai Phương là ai và lý lịch như thế nào. Diễn viên Mai Phương giờ thế nào sau một năm phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn cuối? Diễn viên Mai Phương nổi tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó, chăm lo cho bố mẹ và con gái. Tuy nhiên cô gặp biến cố lớn khi mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn một năm kể từ khi phát hiện ra bệnh thì cuộc sống của cô ra sao? Cách đây đúng một năm thì thông tin Mai Phương bị mắc bệnh ung thư phổi ở giai đoạn 4 đã khiến nhiều người xót xa, lắng nghe. Anh Phạm Thành Trung, quản lý cũ của Mai Phương, xác nhận với Jin về bệnh tình của Mai Phương ngày càng xấu đi. Vâng, phải nói rằng là Mai Phương mới phát hiện ung thư phổi cách đây không lâu. Phương đang điều trị ở bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đều xót xa khi Phương phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn cuối. Quản lý cũ của Phương lên tiếng như vậy. Anh cho biết thêm thời gian qua thì cô một mình nuôi con gái vất vả khi phải thuê nhà và show diễn rất là ít. Mai Phương đã trải qua khoảng thời gian trầm cảm sau khi sinh con, công việc không được thuận lợi. Mai Phương là một diễn viên của làng giải trí Việt. Cô được biết qua các vai diễn trong bộ phim như Hương Phù Sa, Sóng Cào Cào, Trai Nhảy. Khi lên 10 tuổi thì Mai Phương đã tham gia đội kịch của Tuổi Ngọc. Năm 2006 thì Mai Phương tốt nghiệp kho kịch nói của trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì cô đã về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận, nơi cô đã để lại nhiều ấn tượng trong các vai diễn như Người Vợ Ma, Live Show, Những Người Cha, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Cho đến khi cô hóa thân vào vai nhân vật nữ chính cô bé Đậu trong bộ phim Trai Nhẹ của đạo diễn Lê Hoàn thì tên tuổi của cô mới được nhiều người biết đến. Nhận được sự yêu mến của khán giả trong lĩnh vực phim ảnh thì Mai Phương quyết định lấn sân sang ca hát. Tuy nhiên cô không đạt được nhiều thành công như mong muốn. Trong thời gian này thì cô còn mang thai, chấp nhận làm mẹ đơn thân và cố gắng làm việc vì con gái cùng bố mẹ. Dù vất vả và gặp nhiều khó khăn nhưng Mai Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan. Kể cả khi cô bị bệnh nặng thì Mai Phương vẫn chấp nhận và cố gắng vượt qua. Thời gian đầu thì điều trị bệnh, Mai Phương hoàn toàn rút khỏi các hoạt động giải trí. Mỗi ngày đều đặn 5 giờ sáng, nữ diễn viên dạy đọc kinh niệm Phật, sau đó cắm hoa, tập yoga và học đàn. Mai Phương sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con gái Lavi, kết quả của mối tình của cô và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi chia tay thì Mai Phương sống độc thân và một mình nuôi con. Trong quá trình trị bệnh thì một đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ tiền học phí cho Lavi, giúp Mai Phương phần nào bớt áp lực kinh tế.
Không chỉ bạn bè và đồng nghiệp giúp đỡ thì diễn viên Mai Phương còn có gia đình ở bên. Gia đình luôn là điểm tựa chắc chắn để Mai Phương suốt có những ngày tháng khó khăn nhất. Vâng, Mai Phương hạnh phúc bên cạnh bố mẹ trong dịp sinh nhật ở tại bệnh viện và bạn bè. Căn bệnh ung thư không khiến nữ diễn viên gục ngã, ngược lại giúp cô trân trọng gia đình và niềm vui trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất là tôi là thực tại, chuyện của ngày mai hay để mai tính. Tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, Mai Phương nói như vậy. Về sức khỏe hiện tại, Mai Phương vẫn đang dùng thuốc điều trị bệnh ung thư. Vì sức khỏe còn yếu nên Mai Phương sinh hoạt như người lớn tuổi. Theo Ốc Thanh Văn, người bạn thân thiết của Mai Phương tiết lộ, hiện tại cô chăm chỉ tập yoga để giữ gìn sự dẻo dai và nâng cao sức khỏe. Thời gian gần đây thì sức khỏe ổn định hơn, cô quay lại với các hoạt động nghệ thuật, không chỉ tham gia game show ca hát thì mới đây nữ diễn viên còn nhận lời đóng một số phim. Niềm đam mê thì không bao giờ tắt trong lòng mình, tâm mình lúc nào cũng hướng về sân khấu và truyền hình. Cô cũng tích cực đưa con gái đi chơi nhiều hơn và thực hiện nhiều bộ ảnh đẹp. Cô mong muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hai mẹ con. Đợt vừa qua thì Mai Phương đưa bé Lavi đi Hội An. Vâng, nữ diễn viên cũng có những cái bộ ảnh đẹp, không chỉ thực hiện trong bộ ảnh này mà cả ekip mất nhiều công sức vì sức khỏe của Mai Phương rất là yếu. Dù hiện tại bệnh tật chỉ dùng thuốc để duy trì, nhưng diễn viên Mai Phương vẫn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúng ta phải nói rằng là tiếp tục thông tin của Mai Phương để cho quý vị và khán giả cũng như là những người hâm mộ hiểu về Mai Phương. Tình trạng sức khỏe của Mai Phương thì cũng nhận được sự quan tâm của dư luận, khi đặc biệt mà cô cùng bạn bè chia sẻ những hình ảnh đón sinh nhật ở tuổi 35 ngay trong bệnh viện. Sau hơn một năm điều trị bệnh ung thư phổi, nữ diễn viên Mai Phương quay lại với công việc khi tham gia các chương trình, dự án nhỏ. Tuy nhiên thì cô thỉnh thoảng vẫn phải nhập viện vì cái bệnh tình tái phát. Mới đây thì nữ diễn viên lại phải tiếp tục khiến khán giả lo lắng khi mà sức khỏe của cô trở nên nặng hơn khi bạn bè chia sẻ hình ảnh tổ chức tiệc của bà trên sinh nhật của mình ở tuổi 35 trong bệnh viện. Cụ thể là ngày 14 tháng 1 thì trên trang cá nhân một người bạn thân của Mai Phương đăng tải loạt hình ảnh nữ diễn viên mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng, ngồi trên giường tươi tắn cầm bánh kem, bên cạnh là nhóm bạn thân. Có thể thấy nữ diễn viên đã gầy đi nhiều nhưng tinh thần vẫn rất là tốt. Liên hệ với nữ diễn viên thì cô từ chối chia sẻ. Tuy nhiên theo người bạn của Mai Phương cũng cho biết rằng lập nhà viện này của cô không nguy hiểm như đợt trước. Dưới những phần bình luận thì nhiều nghệ sĩ khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nữ diễn viên. Họ cũng dành nhiều lời động viên mong Mai Phương sớm khỏe để trở về với con gái Lavi. Em không vô thăm được nhưng vẫn chúc chị Mai Phương có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh nha. Chúc mừng sinh nhật người chị, mau về nhé, cùng nhau khởi nghiệp. Và những người lời bình luận ở phía dưới bạn bè và người hâm mộ trước hình ảnh của Mai Phương. Trước đó thì tháng 9 năm 2019, Ốc Thanh Văn thông báo tin là Mai Phương nhập viện để điều trị vì một số biểu hiện không tốt. Sau đó thì nữ diễn viên đã vượt qua giây phút sinh tử nhờ động lực mạnh mẽ là con gái Lavi và sự hỗ trợ của người thân, bạn bè. Sau khi xuất viện thì cô vẫn duy trì việc thăm khám tại bệnh viện. Mai Phương cũng thay đổi sinh hoạt hàng ngày để tập trung điều trị bệnh. Vâng, phải nói một cái câu chuyện nghe cũng khá là buồn. Tuy nhiên cũng mong Mai Phương sức khỏe hơn và mạnh mẽ hơn. Chúc quý vị sức khỏe và nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh Tobi của chúng ta nha quý vị nha. Vâng, hành trình của Mai Phương sẽ còn rất là nhiều. Mai Phương á là ai và tiểu sử của nữ diễn viên như thế nào thì Mai Phương có một cuộc đời thăng trầm từ khi mà hoạt động nghệ thuật cho đến tận bây giờ. Cô vẫn đang từng ngày đối mặt với bao thử thách và khó khăn. Là một diễn viên để lại nhiều sự yêu mến từ khán giả và các vai diễn hiền lành chất phác, Mai Phương còn là một người mẹ đơn thân nha các bạn nha, luôn hết lòng vì con. Dù là một ngôi sao đa tài nhưng Mai Phương chưa từng có phút giây vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, mà cô còn có một cuộc đời với nhiều nước mắt và câu chuyện đầy đau khổ cùng căn bệnh ung thư ác tính. Vâng, dù có hơn 2-3 năm trong nghề diễn viên nhưng hầu hết các vai diễn của Mai Phương toàn là vai phụ. Cô hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ diễn viên, ca hát hay là MC đều rất có thực lực. Tuy như vậy vẫn không gặt hái được nhiều thành công lớn cũng như chưa được nhiều khán giả biết đến. Diễn viên Mai Phương thì lớn lên là 10 tuổi đã tham gia vào đội kịch tuổi Ngọc đó các bạn. Mình cũng đã thông tin cho các bạn luôn là cô đã từng làm một diễn viên kịch ở sân khấu Phú Nhuận.
từng là MC. Khi tham gia lĩnh vực MC thì Mai Phương cũng thể hiện sự duyên dáng hoặc ngôn của mình ở vai trò này. Vâng, sự nghiệp của cô trở nên thuận lợi, phát triển hơn. Nữ diễn viên cũng nhận được nhiều show dẫn chương trình như Chuyện Phái Đẹp, Ngày Chủ Nhật Của Em. Nhưng cũng chính thời điểm sự nghiệp thăng hoa nhất thì cô lại bất ngờ có con và phải nghỉ dưỡng để sinh em bé. Cho đến khi quay trở lại giải trí thì cô phải mất một khoảng thời gian để bươn chải cho sự nghiệp của mình. Vâng, cuộc đời đầy biến cố và thăng trầm của Mai Phương như thế nào? Một người con gái xinh đẹp lại hiền lành và phúc hậu như diễn viên Mai Phương, chúng ta đều nghĩ cô bé sẽ có một cuộc sống vui vẻ đầm ấm lắm. Nhưng đằng sau nó tươi trẻ thể hiện khuôn mặt thì chính là nỗi lòng thầm kín trải qua, những nỗi đau và sự mất mát trên con đường tình duyên và ít ai biết. Mai Phương từng quen và yêu ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Trong suốt khoảng thời gian hai người bên nhau cũng có nhiều lần chia tay, cũng như gặp phải nhiều mâu thuẫn xảy ra. Và khi con đường sự nghiệp của mình đang nở rộ thì Mai Phương biết mình có em bé, cũng từ đây cuộc sống của cô gặp không ít khó khăn. Yêu và có con với một người chưa sẵn sàng làm bố thì người có tính cách trái ngược và với mình khiến cho diễn viên Mai Phương nhận nhiều đau khổ. Sau đó thì cô một mình sinh con và nuôi dưỡng đứa bé trước sự thiếu hụt tình thương của người bố, áp lực từ phía gia đình cũng như dư luận và sự bất ổn về kinh tế. Nhưng nữ diễn viên vẫn luôn không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Vâng, là một single mom thì Mai Phương vất vả biết bao nhiêu, nhưng cô vẫn luôn dành hết tình yêu của mình, điều tốt đẹp nhất dành cho con gái. Ấy vậy mà cuộc đời lần nữa lại bạc đãi Mai Phương khi cô mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Trước những thông tin nữ diễn viên mắc căn bệnh quá ác này thì điều khiến khán giả xót xa, khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ và họ cũng quyên góp tiền để giúp đỡ Mai Phương chữa trị bệnh thật tốt. Nhiều người bạn thân đã thay nhau chăm sóc cô, động viên tinh thần nữ diễn viên mang trong mình căn bệnh ung thư. Nhưng ngoài những cái lúc đau đớn vì bệnh thì cô vẫn tỏ ra vui vẻ, lạc quan và mạnh mẽ đối diện với thử thách, vượt qua những từng ngày. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc quý vị sức khỏe, nhớ like, subscribe.